Chiều ngày 24 tháng 1 tại trường tiểu học Đình Bảng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn tổ chức ngày hội STEM cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2023-2024. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo, đồng chí Đàm Thế Sử, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh cùng các em đến từ 18 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Tại ngày hội, mỗi trường tiểu học tham gia ở hai nội dung bao gồm một gian hàng trưng bày các sản phẩm và thi giới thiệu sản phẩm STEM tiêu biểu do giáo viên học sinh của trường tạo ra trên cơ sở vận dụng các kiến thức tích hợp STEM nhằm nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Các sản phẩm được làm từ vật dụng sẵn có, dễ tìm, thân thiện với môi trường. Qua đó nhằm giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong lớp học, nhà trường, gia đình và xã hội. Ban tổ chức ngày hội cũng đã tổ chức đoàn giám khảo chấm điểm, đánh giá phần gian trưng bày và thi giới thiệu sản phẩm STEM tiêu biểu của các trường theo các tiêu chí quy định. Con cảm thấy rất là vinh dự và rất là vui khi được tham gia ngày hội STEM ngày hôm nay. Và con rất mong muốn những gian hàng cũng như gian hàng của trường con, gian hàng của tất cả mọi người được áp dụng trong cuộc sống thực tế của chúng con. Rất mong muốn thầy cô dạy con nhiều việc hơn về khoa học và kỹ thuật. Con rất vinh dự vì được tham dự ngày hội STEM của năm học 2023-2024. Con cũng cảm thấy rất tự hào bởi vì mình là một trong 15 bạn ở trường được chọn để tham dự ngày hội STEM. Con cũng sẽ cố gắng để về chỉ cho các bạn để có thể đây cũng là một bước đệm năm sau của các bạn ạ. Cũng tại ngày hội, các đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh đã được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu nghệ thuật viết thư pháp, nghệ thuật tạo hình, làm các đồ dùng dụng cụ phục vụ học tập từ nguyên liệu thân thiện với môi trường, tham quan tìm hiểu các mô hình STEM của trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và các sản phẩm robot lắp ghép logo của công ty cổ phần STEM Robotics. Để tiếp tục duy trì, nâng cao cái chất lượng giáo dục STEM trong tất cả các đơn vị nhà trường, thì trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo về cái công tác chuyên môn. Cụ thể, điều đầu tiên đó là tiếp tục bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thầy cô để tạo sự nhận thức và hành động tới tất cả các thầy cô trực tiếp giảng dạy đứng lớp. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có những việc mà xây dựng kế hoạch để tổ chức rà soát đối với tất cả các đơn vị nhà trường trong việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là cái cơ sở vật chất. Và cái thứ ba đó là chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với Ủy ban thành phố để tạo điều kiện cho các đơn vị nhà trường trong việc tổ chức giảng dạy, đặc biệt là cái giáo dục STEM. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao một giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và nhiều giải khác, cùng chứng nhận cho các sản phẩm, đồng thời sẽ lựa chọn các sản phẩm xuất sắc tham dự ngày hội STEM cấp tỉnh diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 1 tới đây.